Vinpearl vừa được KPMG công bố là thương hiệu du lịch khách sạn có vị trí cao nhất trong top 10 thương hiệu dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam năm 2021 và trong top toàn cầu. Hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thuần Việt quy mô hàng đầu khu vực đạt kết quả khảo sát vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành ngay lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này. Theo báo cáo thường niên, trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất năm 2021 của hãng kiểm toán hàng đầu – Nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, KPMG, Vinpearl đạt thứ hạng cao nhất trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, xếp ở vị trí thứ 3 trong top 10 thương hiệu hàng đầu trên thị trường. So với tổng điểm trung bình của toàn ngành được khảo sát, Vinpearl đạt kết quả đánh giá vượt trội về trải nghiệm khách hàng. Thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam đã nhận được sự vinh danh xứng đáng nhờ không ngừng theo đuổi chiến lược nâng cao trải nghiệm dịch vụ, tiên phong đón đầu các xu hướng và kiến tạo tiêu chuẩn phục vụ đẳng cấp quốc tế. Đây là kết quả khảo sát chuyên sâu trên 1.500 người tiêu dùng ở Việt Nam bằng phương pháp thu thập thông tin và tính toán chỉ số điểm trải nghiệm khách hàng xuất sắc theo phương pháp đánh giá đặc biệt, chặt chẽ và khoa học của hãng kiểm toán KPMG. Đã có hơn 90 thương hiệu trong và ngoài nước được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính trực, giải pháp, kỳ vọng, sự đồng cảm, cá nhân hóa, thời gian và công sức. Vinpearl được ghi nhận là một trong những thương hiệu tiên phong mang đến cho khách hàng những tiện ích và dịch vụ đẳng cấp với trải nghiệm số. Đây là chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng giải trí đầu tiên tại Việt Nam ra mắt công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên trí tuệ nhân tạo. KPMG đánh giá công nghệ ưu việt này giúp du khách giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi thủ tục và quá trình di chuyển giữa các khu vực nội bộ của Vinpearl. Trong tương lai, công nghệ còn hướng đến việc cho phép khách hàng mở cửa phòng, truy cập nhiều đặc quyền của Vinpearl và sử dụng các dịch vụ giải trí khác mà không cần đến thẻ phòng hoặc phải tương tác trực tiếp với nhân viên khách sạn. KPMG ghi nhận Vinpearl đã thành công trong việc khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nội địa dẫn đầu trong ngành du lịch Việt Nam khi cung cấp hệ sinh thái dịch vụ trọn vẹn từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến sân gôn và công viên chủ đề, vui chơi giải trí tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Sau 18 năm xây dựng và phát triển, Vinpearl hiện nay đã vươn mình trở thành thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, giải trí lớn nhất Việt Nam, Sở hữu 45 cơ sở tại 17 địa danh du lịch nổi tiếng trên toàn quốc, trong đó có 35 khách sạn, 3 công viên chủ đề quy mô, 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã, 4 sân gôn, luôn tiên phong dẫn đầu trong kiến tạo và nâng tầm dịch vụ, hệ sinh thái Vinpearl đem đến trải nghiệm tất cả trong một với các quần thể du lịch 5 sao chuẩn quốc tế, quy mô hàng đầu khu vực.